Câu chuyện rùng rợn về cây đa thần bên gò đá mẹ bồng con. Cây đa thần nằm sát bên đền mẹ sĩ, được người dân truyền tai nhau cho rằng là rất linh thiêng và gắn với những câu chuyện kỳ lạ. Nhắc đến cây đa thần mọc dưới chân đền mẹ sĩ, nhiều người dân xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa không khỏi rùng mình về những câu chuyện ly kỳ gắn liền với nó. Cây đa thần đứng sừng sững bên gò đá hình mẹ bồng con một cách lạ lùng. Đặc biệt hơn là những câu chuyện rùng rợn xung quanh gốc đa này. Để thỏa chí tò mò về những chuyện kỳ bí trên, chúng tôi liền tìm đến nhà của ông Lê Ngọc Kiệp, một nhà dân gần đó. Rất may, ngôi nhà chúng tôi tìm đến lại là gia đình trông coi ngôi đền thờ mẹ sĩ cạnh gốc đa. Ông Kiệp kể, gốc đa này rất linh thiêng. Thời gian trước đã có nhiều người đụng chạm tới thì đều bị ốm dẫn đến đột tử đấy. Các chú tham quan thì đừng có đứng đụng chạm tới cây là không ổn đâu. Ông Kiệp cho biết, thuở xưa có một người đàn ông đi làm đồng về, thời tiết quá nắng nóng, ông ta bèn vào gốc đa thần tránh nắng. Ngồi nghỉ một lát, người này ngước mắt lên nhìn cây đa tán rộng mát mẻ. Lão chợt có ý định chặt cành về để trồng thử. Nghĩ là làm, người này vội vàng trèo lên thân cây, rút dao chặt một cành to về trồng lấy bóng mát. Tuy nhiên khi mang về trồng được 2 hôm thì cành cây liền héo và chết. Cùng thời điểm đó, người đàn ông này cũng bị phát bệnh ốm rồi đột nhiên tử vong. Ông Kiệp kể thêm, một số người còn chặt cành, sảy lá đem về phơi khô làm củi nấu thì đều bị những trận ốm như tử. Từ đó, mọi người dân trong làng từ nhỏ tới già đều khiếp sợ không dám đụng chạm tới cây đa thần này nữa. Còn về gò đá mẹ bồng con bên cạnh cây đa thần, ông Kiệp kể, thuở xưa có một người mẹ đi lên rừng lấy củi, trèo mãi mới đi được lưng chừng núi, và khi chỉ hái mới được một đầu gánh củi thì sức lực kiệt quệ. Khi người con đi học về chạy lên rừng tìm, khi gặp được mẹ thì người con cũng kiệt quệ sức lực và chết theo mẹ. Cuối cùng, bà mẹ cùng người con chết và hóa thành gò đá lớn. Từ đó, câu chuyện truyền thuyết về người mẹ tần tạo nuôi con ăn học cứ lan truyền hết thế hệ này sang thế hệ khác. Những năm trước đã có nhiều người đến để khai thác đá đục đẽo, không may gõ sức đầu của gò đá này. Khi về nhà, đột nhiên ông bị mù 2 mắt, sức khỏe yếu ớt và đổ bệnh chết. Một số người khác khi lấy đá về xây nhà thì cả gia đình đều gặp hoạn nạn. Sau đó họ đã mang đồ lễ tiền âm để thắp hương khấn bái, tạ lỗi với thần linh mẹ sĩ. Ông Lê Đình Minh, thôn trưởng thôn Trung Sơn cho biết, trước đây ở vùng đất này có rất nhiều di tích như là hòn đá voi, bàn cờ tiên, giếng am. Trong đó có gò đá mang hình dáng người mẹ mặc áo tứ thân đang bồng con là rất thiêng. Ngày nay, các ngày lễ Tết, người dân thường đến đó dâng hương cầu may. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.